tâm niệm của Charm lúc nào cũng mong những cái gì mà tuyệt vời nhất dành cho khách hàng và hệ thống, không chỉ là trong cái event này mà trong mọi cái sự kiện cũng như là mọi chương trình của công ty thì luôn luôn dành cho khách hàng, dành cho quý đối tác những cái gì mà tốt đẹp nhất. Thực sự thì là ngày hôm nay là có mặt tại sự kiện rất là đặc biệt của nước hoa Charm thì cảm xúc rất là hồi hộp, bởi vì tới là đầu tiên là mình bị choáng ngợp, đầu tiên không nghĩ là bữa tiệc ngày hôm nay là hoành tráng và có rất nhiều các vị khách mời như vậy. Huy với lại Trang cũng tác cũng rất là lâu rồi, nhưng mà được thấy ngày hôm nay thì thấy rất là nhiều khách mời. Và cái thứ hai nữa là cái độ quy mô bữa tiệc ngày hôm nay, điều này nghĩ là có hoa Trang còn phát triển nhiều hơn nữa và rất là vinh dự được tham gia ngày hôm nay. Em cảm thấy rất là hào hứng và phấn khởi, mong đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Em hy vọng là cũng được cái iPhone 12 Pro này hoặc là được một con xe để dắt về Nam Định. Mà gọi như là rất quá là bất ngờ đã đồng hành với Trang suốt một thời gian qua của 4-5 năm rồi, thì cũng đi sự kiện 2-3 lần rồi, nhưng mà lần này thì một cái lần mà gọi là chị cảm thấy là ghi dấu ấn cho chị nhiều nhất luôn. Và chị nghĩ là với cái suốt một khoảng thời gian qua 5 năm qua thì bây giờ cái bộ trang phục của chị muốn nói lại là Trang thì phải ngày càng một phát triển mạnh hơn, lớn hơn và quyền lực hơn. Trang đã giúp Trang được đi du lịch được tất cả nhiều nước, từ trong nước và ngoài nước, trên tất cả các nước châu Âu nữa. Nên Trang nói chung cảm ơn của sếp Đạt và boss Nguyễn Thị Thu Hường rất là nhiều đã sáng lập ra thương hiệu Trang. Đồng thời cảm ơn hệ thống của Trang đã cùng Trang, đã tin tưởng Trang và phát triển cùng Trang. Và một câu hỏi nho nhỏ nữa là trong những cái dòng nước hoa dành cho phái nữ thì chị thích nhất là dòng nước hoa nào ạ? Thật sự thì mùi Good Girl là Trang thích nhất. Nhìn chị vẫn rất là Good Girl cho chị nha, ngoài quyền lực mà còn rất là Good Girl nhé. Cảm ơn chị Trang. Chị có thể chia sẻ những giá trị về tài sản mà chị đã đạt được trong suốt những năm vừa qua với các bạn khán giả được không ạ? Dạ, đối với trong kinh doanh á, thì ai cũng muốn chọn cho mình một nơi để mà phát triển an toàn và bền vững. Nhưng mà em rất may mắn là đã gặp được Charm. Biết đến Charm thì cái thành tựu mà trong thời gian em kinh doanh Charm á, là em đã có được cái kinh tế cũng như cái cuộc sống ổn định. Mà đặc biệt nhất á, là Đạt đã đạt được cái mục tiêu đầu tiên của cuộc đời mình, đó là mua được một cái căn nhà khoảng gần 6 tỷ ở Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2020 vừa rồi. Đó, thì nhân đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty Charm cũng như toàn thể hệ thống cũng đồng hành cùng em suốt thời gian qua. Đầu tiên là khi mình bước tới cái sân khấu thì mình thấy nó rất là hoành tráng, cảm thấy nó rất là lung linh và sắc tím rất là đẹp đó. Và thật sự là đây, tới hiện tại là mình đã kinh doanh Charm được 4 năm rồi. Vâng, và mình cảm thấy rất là, hôm nay mình đứng ở đây á, mình cảm thấy là đầu tiên là mình cảm thấy rất là tự hào khi mà mình đã lựa chọn được một sản phẩm rất là chất lượng mà mang tới cho những người thân yêu trong gia đình cũng như những khách hàng yêu quý của mình trong suốt thời gian qua. Rất cảm ơn hai bố Võ Đạt và Thu Hường đã tạo ra dòng sản phẩm riêng biệt đến tay người tiêu dùng. Và cũng cảm ơn tất cả các giám đốc khu vực, các nhà phân phối và các anh chị em đã đồng hành cùng với trong suốt chặng đường vừa qua. Cùng với sự lãnh đạo rất là sáng suốt và thông minh của ông Võ Sĩ Đạt cùng với bà CEO Nguyễn Thị Thu Hường, cho nên mới có Bích Chi và hệ thống của Bích Chi như ngày hôm nay. Bích Chi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến công ty Charm đã cho Chi được một cái cơ hội được kinh doanh và phát triển cùng Charm. Và lời cuối cùng thì Bích Chi xin chúc cho công ty Charm ngày càng phát triển hơn nữa. Bích Chi xin chân thành cảm ơn. Chặng đường của Charm đã đi một quãng đường cũng là được gần 5 năm. Và ngày hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi tiệc tri ân nhằm đánh dấu một sự khẳng định thương hiệu của nước hoa Charm tại Việt Nam. Đây là một dòng thương hiệu nước hoa xuất phát từ Pháp. Chúng tôi đã
sở hữu thành công công nghệ sản xuất nước hoa từ Pháp và sau đó chuyển giao công nghệ và đưa về Việt Nam để sản xuất nhằm tạo ra một sản phẩm có nước hoa có chất lượng tốt theo tiêu chuẩn của châu Âu. Cũng như vừa rồi quý vị đã nhìn thấy, toàn bộ sản phẩm nước hoa Cham đều là được do các chuyên gia điều chế ở Pháp. Họ tạo ra những cái sản phẩm giống như sản phẩm là họ làm từ Pháp. Và điểm khác biệt là chúng tôi không có đặt tại nhà máy tại Pháp mà chúng tôi đưa về Việt Nam nhằm tiết giảm những cái chi phí để đưa ra thị trường Việt Nam có một mức giá phù hợp để đáp ứng được cái nhu cầu tại thị trường của chúng ta với mức tiêu dùng nó hợp lý. Thì do vậy sản phẩm vừa ra đời thì cũng được đông đảo khách hàng đón nhận với mùi hương nó sang trọng và cũng hiện đại. Vì thế thì để có được một ngày hôm nay, tôi rất là cảm ơn về hệ thống đã gắn bó với Cham. Đến nay cũng đã được gần 5 năm. Thực sự rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Luôn luôn nỗ lực, luôn luôn hết mình và luôn luôn cống hiến cũng như chia sẻ, cũng đóng góp những ý kiến gửi về công ty để chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Điều này tôi rất biết ơn đến các bạn rất là nhiều. Và bất kỳ một cái sản phẩm nào ra đời để đặt một cái dấu ấn thành công thì cũng không thể thiếu được yếu tố này. Đó là cái yếu tố từ cái hệ thống phân phối. Các bạn có một niềm đam mê cùng công ty đóng góp một vai trò rất lớn trong việc đưa sản phẩm đến thị trường gần hơn. Bên cạnh đó, một yếu tố thứ hai nữa về sản phẩm thì chúng tôi đặt một dấu ấn, đó là sản phẩm phải chất lượng và giá trị trong từng sản phẩm mang lại cho khách hàng. Thì điều này các bạn cũng đã nhìn thấy, công ty luôn luôn cải thiện, luôn luôn hoàn thiện mỗi ngày để sản phẩm của chúng ta ngày được hoàn hảo hơn. Và điểm thứ ba đó là chính sách. Thì tại sao công ty luôn luôn thay đổi những chính sách? Sở dĩ như vậy thì tôi cũng là để tạo ra được, tiếp ứng được thị trường cũng như là cái tiêu chí hoạt động của công ty chúng ta, thì nhằm để đảm bảo được với một cái mức phù hợp cũng như là một cái định hướng để cho tất cả các hệ thống của chúng ta dễ làm việc, dễ kinh doanh và dễ tiếp cận khách hàng. Thì khi chúng ta đã tối ưu được một cái chính sách hợp lý thì chúng ta sẽ lấy đó là mặc định và phát triển lâu dài trong tương lai. Thì ngày hôm nay đây là một dấu ấn đặc biệt, mang lại một cái dấu ấn hương sắc của Việt Nam, dành trước tiên dành tặng cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và hơn thế nữa là trong những năm sắp tới chúng ta sẽ phát triển rộng rãi hơn ở các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như là châu Á và toàn ra thế giới. Đó là mục tiêu của công ty, sẽ đặt nền móng xuất khẩu trong những năm tới. Bên cạnh đó thì công ty không những là phát triển về ngành nước hoa, thì trong năm 2021 sang năm sau chúng ta sẽ bắt đầu phát triển những dòng sản phẩm mới dành cho kênh thị trường về mặt hàng tiêu dùng cũng như là sữa tắm hoặc là dầu gội. Thì những cái dòng này cũng được điều chế từ Pháp và chúng ta mang những cái nguyên liệu, những cái chất lượng đó về Việt Nam nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị tốt cho cộng đồng của chúng ta. Ngày hôm nay thực sự rất là vui mừng, rất là biết ơn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay tôi chúc mừng cho các bạn được vinh danh. Đây cũng là một cái niềm tự hào, công ty gửi đến một món quà tinh thần gửi đến trao cho tất cả các bạn. Chúc cho các bạn luôn luôn hết mình, cùng công ty gắn bó lâu dài để chúng ta đạt được những giá trị, những kỳ vọng mới trong tương lai. Và đặc biệt chúc cho tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay luôn thật là vui tươi, vui vẻ, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc, cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc rất là mặn nồng và rất là tình cảm. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Là một cái mốc để người ta có thể khẳng định một doanh nghiệp có tồn tại hay là không. Và hôm nay khi mà tôi đứng ở đây trước 3.000 khách hàng và các cộng sự,
rất là nhiều các cảm xúc nó hiện lên trong tôi như một cuốn phim vậy. Từ những cái thời gian rất là dài mà mình nung nấu một cái ý định làm thế nào có thể tạo ra được một cái thương hiệu nước hoa Made in Việt Nam thật sự chất lượng. Một cái khoảng thời gian lúc đó, trong từng giấc ngủ, trong từng bữa ăn, thậm chí là những cái lúc mà đi ngoài đường, chạy xe ngoài đường, mình vẫn chỉ suy nghĩ là làm cách nào mình có thể tạo ra nó, làm cách nào mà mình phát triển được nó. Và trong cái lúc đó thực sự mình không có nghĩ rằng là làm thế nào mình kiếm được bao nhiêu tiền, mình chỉ nghĩ được là cái việc phát triển cái thương hiệu nước hoa đó như thế nào thôi. Và quý vị đã thấy á, trong một cái thập kỷ gần đây, đất nước của chúng ta có rất là nhiều sự thay đổi. Quý vị thấy những cái người nông dân chân lấm tay bùn cũng có thể đi được bằng máy bay với sự tạo ra và phát triển của hãng Vietjet. Chúng ta có điện thoại Made in Việt Nam, chúng ta có xe máy Made in Việt Nam, chúng ta có xe hơi Made in Việt Nam, và chúng ta có nước hoa Cham, một thương hiệu chất lượng Made in Việt Nam. Và nước hoa Cham thật sự rất may mắn khi mà chúng tôi có cơ hội hợp tác và chúng tôi sở hữu những cái kỹ thuật sản xuất nước hoa hàng đầu thế giới. Chúng tôi có cơ hội được hợp tác với những cái nhà điều chế hàng đầu thế giới. Khi mà chúng tôi đi tham quan những cái nhà máy sản xuất nước hoa tại Pháp, tại Ý, tại Tây Ban Nha, tại Hàn Quốc, chúng tôi suy nghĩ rằng là tại sao mình không thể. Và thậm chí là khi mà chúng tôi bước vào cái công xưởng sản xuất nước hoa của hãng Chanel, chúng tôi nghĩ rằng là mình hoàn toàn có thể tạo ra và phát triển một cái thương hiệu nước hoa thật sự chất lượng, trở thành một cái niềm tự hào của dân tộc. Và chúng tôi cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà 5 năm phát triển ở đây, có những cái cộng sự, những cái nhà phân phối đã cùng làm việc với chúng tôi trong suốt 5 năm qua, đã cùng với sự đã thích ứng và đã thay đổi cùng với nước hoa Cham. Quý vị, những cái người đồng hành cùng chúng tôi không chỉ góp phần phát triển nước hoa Cham, mà riêng đối với bản thân tôi đã cho tôi được rất nhiều các bài học giá trị mà tôi cảm thấy thật sự rất là biết ơn. Và trong các quý vị ngồi ở dưới đây có những người tôi cảm thấy thật sự rất là mến mộ, khâm phục. Trong 5 năm của một doanh nghiệp, tất cả chỉ nhằm mục tiêu là tạo ra sự ổn định. Và tôi đã cảm thấy sự ổn định của nước hoa Cham đó là sự ổn định về con người, sự ổn định về sản phẩm, sự ổn định về chiến lược và sự ổn định về chính sách. Trong 5 năm tiếp theo, đó là giai đoạn của sự phát triển. Và tôi rất là mong muốn quý vị ở đây cũng sẽ đồng hành cùng Cham trong giai đoạn phát triển của Cham, để nước hoa Cham không chỉ là đứa con tinh thần riêng của công ty Cham, mà sẽ trở thành đứa con tinh thần của tất cả quý vị. Một lần nữa thì tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong sự kiện ngày hôm nay, cũng như tất cả quý vị đang theo dõi trên livestream trực tiếp, và gửi một lời tri ân, một lời chúc sức khỏe tới tất cả quý vị. Chúc cho mọi người luôn luôn an lành và hạnh phúc. Chỉ bằng buông xuôi cánh tay.
đêm ngồi đến sao trời và một nỗi nhớ về trong chi tháng. Một ngày nào đó cùng em hẹn thì ba giờ đây em đã xa thật xa. Đời về trong nắng đẹp xinh muôn màu, tưởng ngắm muôn hoa cùng khá sắc thắm. Và lòng anh biết mình đã yêu người, bên người cho đến muôn đời sau. Bận công việc nhưng mà Hà vẫn rất là vui khi có mặt tại một buổi tiệc của Chamber Film. Không khí ở đây thì vô cùng đông đúc và náo nhiệt, cũng như là mọi người ở đây vô cùng thân thiện. Và Hà xin chúc cho Cham trong thời gian sắp tới hệ thống sẽ phát triển mạnh và mạnh hơn nữa. Xin cảm ơn ạ. Dạ, thật ra thì em cũng muốn gửi lời chào đến tất cả mọi người và tất cả các anh chị đang có mặt ngày hôm nay. Và em muốn chúc Cham sẽ ngày càng thành công và phát triển hơn nữa trong tương lai ạ. Lời đầu tiên cho Phương Anh xin gửi lời chào tới tất cả mọi người đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Và bản thân Phương Anh cũng rất là vui và cảm thấy rất là trân trọng khi mà được Sean mời dự một cái sự kiện vô cùng là ấm cúng như là gia đình ở đây vậy. Và bản thân mình cũng rất là xin kính chúc thương hiệu của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và rất là mong được đồng hành cùng với thương hiệu của mình trong thời gian sắp tới. Phương Anh xin cảm ơn. Phỏng vấn cảm xúc của Hoa hậu Lương Thị Linh một chút xíu khi mà ngày hôm nay bạn xuất hiện trong một sự kiện rất đặc biệt của Chamber Film được không ạ? Không biết là bạn có yêu thích những sản phẩm của Chamber Film không? Lời đầu tiên cho phép Lương Thị Linh xin được gửi lời chào tới tất cả các quý vị khách quý đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Thực sự thì một năm qua với vai trò là đại sứ của Chamber Film thì Linh cảm thấy rất là vui khi mà mình được đại diện cho một nhãn hàng rất là đáng tin cậy mà do người Việt tạo ra. Một nhãn hàng mà đem tới những cái mùi nước hoa Pháp, rất là Pháp với người Việt mà với một cái giá thành rất là ổn, rất là hợp lý. Linh rất là vui và tự hào khi mà, cũng là rất là vinh dự nữa khi mà được các anh chị tin tưởng để chọn làm đại sứ trong suốt một năm qua. Rất mong là trong những năm tới thì Linh sẽ được đồng hành cùng với Cham.